chào các bạn. Cô Hải Yến của Trung tâm Mỹ thuật Art Talent hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn không phải là một bài mà là một câu chuyện về một chàng nhím. Mà chàng nhím này thì rất đặc biệt. Các bạn biết rồi đấy, chàng nhím này được tạo ra từ gì ạ? Chàng nhím này chính là được tạo ra từ quả cầu sushi. Và từ quả cầu sushi đấy thì biến thành quả chôm chôm, và từ quả chôm chôm thì biến thành chú nhím. Và đây là phần tiếp theo. Chú nhím này đang được cô Yến sử dụng một cái bút có màu tối tối để gạt lấy bóng và tạo ra thêm phần sống mũi cũng như là cái độ mờ mờ xa xa ở dưới đáy của hai cái quả cầu kia, các bạn thấy không? Và để làm ra được cái bước như thế này thì chúng ta cần phải kết hợp khá là nhanh tay để cái mực và cái màu loang nó được loang đều và mạnh. Và với cái độ miết như vậy đó thì đã tạo ra được cái gió rồi này, và tạo ra được cái cảm giác cái quả táo đang cực kỳ hấp dẫn vào trong nhím của chúng ta với cái loang màu đỏ. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái màu đỏ này lại cộng thêm với cái ánh nắng mặt trời vừa hắt vào. Và cái ánh nắng mặt trời này thì chúng ta có thể sử dụng cái loại bút tỉa trắng mà chúng ta có thể mua thêm ở bên ngoài nhé. Cái này nếu mà sử dụng bằng màu oát hay là màu gốc của các bạn sẽ không có đâu. Cái này phải là màu trắng bút tỉa mà chúng ta mua đặt ở bên ngoài mới có ạ. Và cái này nếu như ai không biết thì có thể liên hệ với cô Hải Yến của Art Talent để hỗ trợ các bạn mua họa cụ. Và chắc chắn là phải rẻ hơn giá ở ngoài hiệu sách rồi, đúng không ạ? Và cô sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Vậy là lại thêm một chút màu đỏ này để thêm cái độ háu ăn của anh chàng này. Và các bạn xem là hôm nay cô Hải Yến chia sẻ cái độ háu ăn của anh ấy thì ngày càng nhiều. Và bây giờ thì ngay kể cả có gió thổi qua thì anh ấy cũng mặc kệ luôn. Và chúng ta thử xem là gió thổi qua thì anh ấy sẽ vẫn mặc kệ như thế nào nha. Và chúng ta nghe đây này, anh này á, anh ấy háu ăn lắm luôn. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Gió thổi qua liên tục, cái gió to, anh ấy mặc kệ. Rồi gió nhẹ dần, anh ấy cũng mặc kệ. Gió lại lên cao cực quá, dồn lên. Và cuối cùng là gió to quá, làm quả táo nó càng rơi nhanh xuống. Và cứ như thế, những trận gió nó không ngừng, gió vẫn thổi. Và chẳng những của chúng ta thì càng hăng say với tiếng gió thổi đấy, càng ngày càng chạy nhanh hơn. Và cuối cùng là con chim thấy con nhím này nó chạy nhanh quá, quả táo thì vẫn bay theo lực tốc gió. Và rồi con chim nó không thể kiềm chế được, nó đã ho reo lên. Những con chim từ xa tới tấp chạy tới và nó kêu trong tiếng gió, nó cứ kêu liên tục thôi. Nó kêu như là đang muốn cổ vũ thế anh bạn nhím của chúng ta. Ôi, các bạn có thấy không ạ? Bao nhiêu là chim đến đấy, có cả những con chim nó thành lây đan để nó kêu và nó cổ vũ. Thế là chẳng nhím của ta mắt lói ra để xông tới. Và chúng ta đang sử dụng cái biện pháp đó là gì? Tắt thêm màu vào, các bạn nhanh chóng tắt thêm màu vào cho cô. Sử dụng ngay một chút màu trắng cộng với một chút màu da, đó là màu vàng này, màu cam này, để chúng ta lấy cái phần sáng cộng với phần con mắt. Và cái này các bạn ạ, cô Hải Yến đã hướng dẫn những kỹ thuật là vẽ và để làm nghe màu rồi. Các bạn nếu dùng màu nước thì cần phải loang màu nhiều nước, còn dùng màu sáp thì bạn có thể sử dụng đến kỹ thuật miết màu mà cô Hải Yến đã hướng dẫn. Còn bạn nào chưa biết kỹ thuật loang màu nước như thế nào, chưa biết kỹ thuật là miết màu sáp ra sao thì hãy xem những bài trước của cô Hải Yến, hoặc là hãy comment riêng để cô Hải Yến sẽ gửi cho các bạn nhé. Và chàng nhím thì lại không thể dừng lại được, bởi vì trời ơi, quả táo nó đang rất là tuyệt vời. Hôm nay cô Hải Yến đang tập trung hướng dẫn các bạn cách miêu tả cái vẻ mặt của chàng nhím thôi. Cái đàn chim này sao mà hót nhiều thế nhỉ? Phải dẹp bớt cái đàn chim này đi được. Rồi, dẹp bớt đàn chim này đi. Nhưng mà những con chim nó vẫn véo von, làm sao mà có thể cảm được những tiếng chim như này đi bây giờ nhỉ? Rất nhiều luôn đúng không ạ? Rồi, bây giờ có khi là xem nào, hình như gió đã ngơi rồi, hình như gió nó đã ngơi ngơi hơn. À, gió đã ngơi hơn, các bạn có thấy không? Đấy, mưa bão như thế nhưng với sự hăng say nhiệt tình, chàng nhím của chúng ta vẫn không dừng, nó vẫn cứ tiếp tục. Rồi, bão đã dừng và chim thì cũng đã mỏi mồm quá rồi, không còn hót được nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem là chàng nhím của chúng ta, trời ơi, vẫn đang hau hau, nó đang không dừng mắt nổi cái quả táo. Và bây giờ thì chúng ta thấy không, mắt của chàng ta đã bị mờ đi,
bị mờ đi. Bởi vì làm sao? Cái ánh nắng đang phản vào mắt và mắt của cậu đang bắt đầu bị mụn nổi lên, bởi vì là làm sao, chạy nhanh quá. Các bạn thấy không? Chạy nhanh quá. Cậu dừng lại, cậu suy nghĩ, ta phải chạy nhanh hơn. Và cuối cùng cậu đã suy nghĩ chạy nhanh hơn, và cậu đã chạy hết tốc lực của mình. Da cậu càng ngày càng sần sùi hơn. Khi mà tiến gần thì chúng ta bao giờ cũng nhìn thấy da của nó nhanh hơn, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy da, kỹ da của nó hơn, đúng không ạ? Và đây, khi mà chúng ta thấy con nhím ở gần thì cái mắt của nhím và cái mặt của nhím càng lộ rõ cái độ hao háo lên. Và các bạn rất nhanh chóng chỉ cần sử dụng bút và đưa những cái màu cảm tưởng rất thô vào, đúng không ạ? Và sau đó thì hôm nay chỉ cần áp dụng duy nhất một kỹ thuật cho cô, đó là cứ đưa màu vào rồi lại loang nước nhẹ đối với những ai mà đang sử dụng màu gloss hoặc màu acrylic. Còn với những ai mà đang sử dụng màu sáp thì nhớ cho cô một cái kỹ thuật cô đã dạy, đó là gì? Miết màu vào, đó, miết rất thô như vậy đấy ạ. Và gạch 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 gạch. Sau đó thì sử dụng gì? Một cái tờ giấy hoặc một cái giấy cuộn lại để di nhẹ nó đi thì sẽ được như thế. Nhớ nhá, với màu sáp. Hoặc nhớ cái dung môi mà cô đã hướng dẫn không? Đó là dung môi của Johnson Baby. Nó là cái loại mà massage cho trẻ em. Nếu chưa có thì bất cứ một siêu thị nào cũng có. Hoặc nếu như các bạn không có, hãy liên hệ cô Hải Yến. Cô Hải Yến sẽ hỗ trợ bạn sẽ có được cái loại dung môi đấy. Bởi vì rất dễ để có nó. Và các bạn thấy không, mũi của nó càng ngày càng ửng đỏ lên. Bởi vì sao? Bởi vì táo thơm không cưỡng nổi được. Trời ơi, đang dịch dã ở nhà như thế này thì thật sự luôn là cô Hải Yến rất là lười ra chợ. Nhưng mà nghĩ đến táo thôi là cũng thấy đủ thèm. Và anh bạn này không kiềm chế được nữa, đang há hốc cả mồm ra đến nơi rồi. Các bạn nhìn thấy không? Với những cái gạt màu vào. Ui, cậu đã dùng mình. Không, ta phải chạy tới nhanh bằng được. Thế rồi cậu há mồm ra và càng ngày chúng ta càng nhìn thấy rõ mồm của cậu hơn, đúng không ạ? Kỹ thuật đơn giản vô cùng, nhớ lại cho cô đi. Chỉ là ấn màu vào, chặt màu ra. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chỉ cần miết màu thôi. Cô đang dừng lại một chút để cho các bạn ngắm kỹ nhé. Đây là chúng ta đang chỉ cần miết màu. Và trời, miết một phát, ôi giời ơi, bao nhiêu là cái nước miếng nó bị văng ra kìa. Thật là tả quá kỹ đi cơ. Các bạn hãy thử đi. Đây là một câu chuyện, đây không phải là một bài bình thường. Đây là một liên hoàn bài mà cô Yến muốn dành tặng cho các bạn. Để tạo ra được một cái liên hoàn bài như thế này, đăng tả như thế này, thì cô Hải Yến đã phải dành hết 3 tiếng đồng hồ để liên tục thay đổi cảm xúc của con nhím. Với đầu các bạn để ý không? Mà con nhím nó ở xa tít. Bây giờ càng ngày nó càng gần hơn, cái mũi nó đã chạm vào quả táo rồi. Và các bạn thấy không? Cái mà dãi này, lưỡi này của nó vứt sang một bên. Trời ơi, không thể kiềm chế được nữa. Và trong miệng của nó dường như đang cảm nhận được cái vị táo quá ngọt. Đây chắc không phải là một cái táo bình thường nữa. Đây là quả táo cuối cùng. Nếu như mà chúng ta từng được xem cái tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng của John Henry thì bây giờ sẽ là quả táo cuối cùng. Thật sự luôn, nếu như mà ai là fan của táo thì thật sự khi mà đến cái đoạn này, nhìn cái quả táo căng mọng như thế này được vẽ ra từ khối cầu nhẵn mà hôm qua cô Hải Yến vừa mới hướng dẫn, thì quả thật sự luôn là đang rất là muốn ship ngay một trái táo về, không, một cân táo, và có thể là một yến táo luôn. Lưỡi của nó đang bắt đầu làm sao ạ? Cong ra. Lưỡi đang cong ra và đang cảm giác như là ngoạc được quả táo đến nơi rồi. Trời ơi, cái mũi rực lên kìa. Và các bạn có thấy không? Cái nhịp khói đang bay xung quanh, bởi vì tốc lực chạy của con nhím này nó quá nhanh. Và lưỡi thì càng ngày càng cảm giác như là muốn cong lên, đang muốn ôm lấy. Và bây giờ thì các bạn đang thấy cái gì đây ạ? Mắt của nó đang bắt đầu làm sao bắn văng ra. Trời ơi, táo của ta đây rồi. Và mắt thì đang nhìn thấy quả táo đỏ hơn. Các bạn nhớ rằng là tất cả những cái bút pháp vừa rồi chỉ chẳng qua là làm màu loang nhẹ và tô nhẹ tay cho cô. Kỹ thuật tuần vừa rồi cô Hải Yến muốn nhắc đến các bạn duy nhất một kỹ thuật, đó là hãy tô màu nhẹ tay lên dần dần, lên dần dần. Và
mọi thứ sẽ thành công đến với các bạn, ngay kể cả việc vẽ mắt trong veo hay những cái mắt mà đầy ham muốn để được ăn một quả táo như thế này. Wow, các bạn thấy chưa, nó đang làm sao căng phồng hết cả da rồi. Và cô Hải Yến thì phải liên tục thay đổi những cái đầu bút, những cái độ loang của màu để có thể diễn đạt được với các bạn. Vậy tại sao chúng ta không thử luôn với một cảm xúc của nó nhỉ? Từ nãy đến giờ các bạn đang thấy thích cảm xúc nào nhất? Cảm xúc của một con nhím đang mới phát hiện ra quả táo, hay cảm xúc của một chàng nhím đang nhìn quả táo một cách say mê và bây giờ cái mí mắt đang trong cảm giác mơ màng, đang cảm giác về một cái chiến thắng mà con nhím này nó sẽ sắp sửa được ăn? Wow, thật sự luôn là không thể kiềm chế được nữa. Và mắt của chàng ta đang càng ngày càng rực lên, đang càng ngày càng hoa lên. Wow, các bạn thấy chưa? Chỉ để tả cái con mắt của một chàng háu ăn thôi thì cô Hải Yến đã phải bỏ biết bao nhiêu tâm huyết để chia sẻ với các bạn cái cảm xúc này. Bởi vẽ đẹp thôi thì không để làm gì, vẽ mà phải thể hiện được cảm xúc, phải lôi kéo được người xem, phải thể hiện được cái cảm xúc mà thay đổi liên tục của đối tượng thì đấy mới là cái điều tuyệt vời nhất. Đấy mới là cái điều tuyệt vời. Và những cái phần trắng trắng vừa rồi á, các bạn đừng có lo, vì cô Hải Yến sẽ còn nhiều tập nữa cho các bạn. Không phải là chỉ có mỗi chuyện chàng nhím đang tìm táo đâu. Và bây giờ thì trời ơi, hình như lại có gió nổi lên, bởi vì hôm nay buổi chiều vừa mưa. À, tiếng chim, may quá, may quá đã có tiếng chim. Và cầu mong là đừng có gió đến nha, chứ không là quần áo ướt còn chưa khô. Ôi nhưng mà không, thế như lại có tiếng gió lên rồi. Chàng nhím của chúng ta đang lo lắng là không biết rằng là chạy đến thì liệu có con gì nó sẽ ăn mất cái quả táo của mình hay không. Trời ơi, chàng ta đang lo lắng đến nhầu nhĩ hết cả mặt kia kìa các bạn kìa. Cực kỳ lo lắng luôn. Và chàng đang đứng hình, chắc đây là một cái cảnh slow motion của phim Ấn Độ. Các bạn đã xem phim Ấn Độ bao giờ chưa? Hãy xem và sẽ cảm nhận được slow motion là như thế nào. Và đây, cái mặt của chàng ta thì ngày càng làm sao ạ? Nhìn thấy rõ được từng cái nếp nhăn này, nhìn thấy rõ được càng ngày càng cái sự ham muốn, bởi vì cái màu lá cây được làm sao hòa lên mặt, cái màu thân cây cũng được thắm vào mặt con nhím, đúng không ạ? Những cái vết hằn ở đây trông như là một cái gì đấy nhỉ, khiến cho một cái tấm gương phản chiếu của một cái cây táo đang vừa có quả táo rơi xuống. Và các bạn biết không, buổi sau sẽ có thể là câu chuyện của quả táo nó đang rơi. Và còn nhiều câu chuyện khác nữa. Đây chỉ là một cái phần gợi ý nhỏ. Đây chỉ là một phần gợi ý nhỏ thôi. Và chúng ta hãy cùng quan sát một lúc nhé. Hãy quan sát. Và chắc chắn rằng là trong cái tip bài này sẽ có rất nhiều câu hỏi các bạn muốn dành cho cô Hải Yến, đúng không ạ? Cô ơi, vẽ cái gạch mà cứ gạch như thế bằng cách nào? Tại sao khi con nhím đến gần cô lại sử dụng những nét gạch cứng như vậy? Tại sao khi con nhím ở xa cô lại dùng những nét gạch mịn đến như vậy? Nếu như mà các bạn còn chưa nhớ ra cái bài mà cô Yến đã hướng dẫn là đối tượng càng gần thì nét càng thô, và đối tượng càng gần thì càng sần sùi, thì chắc chắn là các bạn sẽ hỏi câu này rồi. Còn bây giờ thì khi cô Yến vừa gợi ý xong, các bạn còn hỏi nữa không ạ? Đó, khi mà sự ham muốn của một đối tượng nào đó càng gần, đúng không ạ? Càng đến gần đối tượng thì chúng ta càng thấy lộ rõ cái sự ham muốn trên mặt của con nhím đấy. Và để làm tốt, để hiểu rõ được cái điều đó thì các bạn hãy quan sát những đối tượng xung quanh của chúng ta nhiều vào. Các bạn đừng xem phim là chỉ để vì xem phim chỉ để cười sung sướng. Chúng ta thử phân tích phim ạ. Chúng ta hãy đọc những tác phẩm văn học, hãy xem các nhà văn người ta đã diễn tả như thế nào rồi. Thực ra bức tranh chính là sự phản chiếu của những cái câu chuyện, có đúng không ạ? Và cái người vẽ tranh, người họa sĩ cũng là một nhà văn, đúng không ạ? Theo cô nghĩ là như thế. Và nếu như mà chúng ta vẽ tốt thì cô nghĩ rằng là các bạn cứ cảm nhận đi, cái khả năng mà nói ngắn gọn hay cô đọng hay diễn tả một cái đối tượng gì đó của các bạn ấy cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn. Và khả năng quan sát, nhận biết tâm lý của đối tượng của các bạn cũng càng ngày càng tốt hơn. Các bạn thấy không? Mắt thì càng ngày càng to ra,
Đúng không ạ? Người ta nói là mắt bồ câu trâu, nhưng bây giờ cô nghĩ rằng là không, mắt con trâu cũng chưa chắc to bằng mắt con nhím. Trong lúc này, trời ơi, chắc chắn là sẽ phải có thêm màu đỏ vào, chắc chắn rồi. Có khi lại còn có thêm những cái tia ở cái phần mắt của con nhím, bởi vì từ lễ đến giờ nó chỉ một trạng thái trừng mắt. Các bạn có tin rằng là buổi sau ấy sẽ là những cái cảm giác ê chề, hoặc là một cảm giác hạnh phúc tột độ của con nhím không? Cô Yến sẽ đưa cả hai cái cảm xúc này vào cho bạn xem luôn. Một cảm xúc sung sướng đến tột độ khi cầm cái quả táo, và một cái cảm giác sẽ bị buồn kinh khủng luôn bởi vì những cái nỗ lực của mình. Cho nên nhiều khi những cái thứ hiện tại ở trước mắt của chúng ta chưa chắc đã phải là sự thật. Chưa chắc đã phải là sự thật. Và nhiều khi những cái gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là sự thật, mà hãy xem cả quá trình của nó. Nhiều khi chúng ta nghe thấy điều gì đó chưa chắc điều đấy đã phải là đúng, mà hãy đặt cái điều đó trong hoàn cảnh của nó. Trong hoàn cảnh của bạn nhím rất đáng thương bây giờ, đó là hoàn cảnh của một chàng nhím nỗ lực hết mình để làm sao ạ? Để tìm đến quả táo cực kỳ tươi ngon ở đây. Thực ra chàng nhím của chúng ta rất đáng khen đúng không ạ? Rất đáng khen. Vì cậu luôn nghĩ rằng là cái gì nỗ lực hết mình thì cũng ok. Và quả thật như vậy, quả thật như vậy. Tại sao chúng ta lại không thử tin cái điều như thế nha? Tại sao chúng ta lại không thử tin cái điều như thế nha? Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mấy bạn chim thì cứ ganh tị, cứ kêu mãi. Mấy bạn chim cứ ganh tị, cứ kêu mãi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem này, chàng ta lại đang suy nghĩ điều gì. Chúng ta hãy cùng ngắm xem là chàng ta sẽ làm cái gì tiếp nhé. Và tự dưng cô lại thấy có một cái tiếng gì đó nghe rất lạ. Không phải chỉ có tiếng chim nữa, hình như có cả tiếng con chó đâu đó đang chuẩn bị. Ê kia, sắp có rồi. Nhưng mà hình như không phải, hình như đây là tiếng con khác cơ. Ô, sao lại có cái tiếng nhạc gì ở quanh đây nhỉ? Ôi, tiếng chim hình như đã bay xa hơn. Đấy, sao lại có tiếng ếch ở đâu kêu giờ này nhỉ? Chẳng nhẽ ếch mà cũng đòi ăn táo sao? Hay là ếch lại đến cổ vũ? Theo các bạn thì ếch đến cổ vũ hay là ếch đòi đến ăn táo nhỉ? Thật sự là quả táo này đang hấp dẫn nhiều con vật quá. Nhưng mà mặc kệ ếch cứ kêu, gió cứ thổi, chim cứ kêu, thì chàng ếch của chúng ta vẫn không dừng lại. Và bây giờ thì trời ơi, nắng đã lên đến đỉnh đầu rồi, ếch thì cứ kêu liên tục, chẳng nhẽ trời lại sắp mưa thì chàng nhím của chúng ta có mà nhịn ăn mất à? Bởi vì quả táo này rơi xuống. Ôi, hình như còn có một cái điều gì nữa đây. Ôi, mắt của chàng ta đang căng hết cả ra. Và ôi, các bạn đang thấy cái gì rất là rõ ràng ra ở đây chưa? Có một chú gì đó đang ăn giống cả quả táo của cậu ta rồi. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Và cậu ta đang hốt hoảng, không biết là cậu ta đã phát hiện ra điều đấy chưa. Và quả thật, sau bao nhiêu cố gắng thì chàng ta cũng đã bắt đầu chạm đến thành công. Nhưng không biết được rồi chàng ta có được ăn cái trái táo ngọt này không nhỉ? Làm cho mình thật là nóng ruột và hồi hộp. Và các bạn thích câu chuyện của chàng nhím này sẽ như thế nào? Các bạn có thích bạn ấy sẽ được ăn quả táo siêu ngon này không? Trời ơi, chàng ta càng ngày càng chạy tới gần kìa. Và các bạn có biết không, càng tới gần thì làm sao? Tất cả cái cơ trên mặt,
từ cái mụn đầu đen ở trên mũi của cậu ta thì bây giờ cũng càng ngày càng lộ rõ rồi đúng không ạ? Càng ngày càng lộ rõ ra, thật là hài hước. Bộ lông của cậu ta thì phải nói là chắc là lâu ngày không bao giờ được đi tỉa tót hay sao ấy. Lâu ngày không được tỉa tót khiến cho bộ lông của cậu ta cảm giác như là hình như là nửa tháng chưa được tắm mưa hay sao ấy nhỉ. Chắc là buổi cơn mưa tối nay sẽ rất là có ý nghĩa với cậu ấy. Và các bạn thấy không, đối tượng mà càng ở gần thì điều gì càng xảy ra? Cái gai của nó phải càng ngày càng càng cứng lên chứ. Wow, đúng rồi. Các bạn chú ý nhé, khi mà cái con nhím ở gần thì càng ngày lông càng rõ hơn. Còn con nhím ở xa thì sẽ làm sao? Sẽ phải là được nhàn hơn chứ, đúng không ạ? Và chắc là cậu ấy sẽ rất là sung sướng khi nhận được cái quả táo này đây. Oh my god, quả táo của chúng ta đang bị thủng rồi kìa. Rõ ràng lúc nãy chúng ta thấy quả táo của chúng ta nó rất căng cơ mà. Oh, quả táo này lì lợm thật. Không biết ai là hung thủ đây nhỉ? Ai làm cho quả táo này đã bị đen thui lui ra như thế này và bị thủng như thế này nhỉ? Ai? Trời ơi, cậu nhím của chúng ta khi mà biết được đó là ai thì buồn lắm đây. Trời ơi, chẳng nhẽ chàng ta chạy chậm như bạn rùa sao? Từ khi mà táo tươi đến khi mà trở thành táo bị như thế này sao? Thật là chán quá. Cái cành của nó thì vẫn tươi ngon như thế này cơ mà. Thật là biết trá hình. Trời ơi, hay là một con vật gì đó ăn với tốc độ nhanh khủng khiếp như tia chớp. Mà rõ ràng là cậu nhím này chạy rất nhanh phải không các bạn? Chạy đến nỗi mà bạt hết cả lông lá tóc tai ra thế kia cơ mà. Thật là bất công quá đi. Không biết kẻ đó là ai nhỉ? Rồi, để chúng ta sẽ khám phá ra người mà ăn cái quả táo này của chàng nhím của chúng ta là ai. Thật là bất công cho cậu nhím của chúng ta quá. Các bạn nhớ nhé, khi mà tạo ra một cái tác phẩm mà mang tính chất thay đổi cảm xúc liên tục như thế này thì các bạn cần phải chú ý là chúng ta luôn luôn có một hệ thống bút, rồi màu, rồi nước. Đừng để làm cho nước bẩn quá nhá. Nước bẩn mà để tả vẽ trái cây thì thể nào ra trái cây thối. Thật sự luôn. Mà khi mà đã trái cây thối rồi thì thôi, tả nguyên một cái gọi là bị sâu ăn thủng đi. Nhưng không, rõ ràng đối tượng của chúng ta lúc nãy là rất là tươi và ngon cơ mà nhỉ. Các bạn đang đoán ra đối tượng đã ăn quả táo này là ai chưa? Nhìn mặt rất là dễ thương. Ôi, sao lại dễ thương thế? Quá là dễ thương luôn phải không các bạn? Xuất sắc. Trời ơi, nhìn cái má của nó lung linh kìa. Thật là bạn này không có chân. Sao từ nãy giờ không thấy có chân? Sao mặt lại đáng yêu thế kia nhỉ? Các bạn nhìn ra đó là ai chưa? Một bạn sâu bé xíu, cực kỳ xinh, lại còn ăn no quá, ăn rỗng cả quả táo của người ta, xong rồi ngủ khì khì ở trong quả táo luôn. Nhưng ai ngờ bị gió đến làm sao ạ? Làm thổi bay cả cái quả táo xuống. Làm gì mà dễ thương thế nhở? Hay là do ăn táo đâm ra dễ thương như vậy nhở? Thật sự đang thèm táo quá đi thôi. Trời ơi, cái miệng của nó lại còn mú mím thế kia nữa. Chia sẻ với các bạn, để vẽ được như thế này thì các bạn cần phải học giỏi cách vẽ khối cầu mà cô Hải Yến đã hướng dẫn các bạn vẽ hôm qua. Nếu như mà bạn nào còn nghĩ rằng là cái khối cầu nó là một cái gì đó quá dễ, không vẽ cũng được, thì các bạn cứ thoải mái thôi. Còn với những ai mà cầu đồng quan điểm với cô Hải Yến là vẽ khối cầu là một cái tưởng chừng căn bản nhưng cực kỳ quan trọng, thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ vẽ được như thế này. Và vẽ đẹp là một chuyện, vẽ nó phải mang lại cảm xúc lại là một chuyện khác. Và các bạn thân mến, hãy tự tin vẽ. Khi mà các bạn tự tin vẽ thì các bạn sẽ vẽ cực kỳ tốt. Còn nếu như mà chúng ta cứ lo lắng không biết chúng ta có vẽ được không nhỉ,
Rồi vẽ nhựa thất bại thì sao? Thôi ngại vẽ lắm. Thì các bạn sẽ làm sao? Có vẽ được ra tác phẩm gì không ạ? Chắc chắn là không rồi. Hoặc khi một bạn nào đó vừa mới góp ý cho chúng ta: hey, mày vẽ như thế chưa ổn lắm đâu. Hoặc cậu vẽ như thế chưa ổn lắm đâu. Hoặc bố mẹ về, đi làm về, nhìn thấy tác phẩm con mình: ủa, con vẽ gì vậy? Trong khi đó công sức cả buổi sáng cho các bạn là dành cho tác phẩm đấy mà mẹ lại chưa nhìn ra. Thì các bạn cũng đừng có cau nhau là con vẽ như thế là cái hay của con thế này thế kia. Mà chúng ta chỉ cười tủm thôi, bởi vì tác phẩm của chúng ta chưa hoàn thành. Ồ, nhưng nếu mà tác phẩm hoàn thành rồi thì sao? Thì cũng đừng có buồn, bởi vì chúng ta đang học mà, chúng ta đang nghiên cứu mà. Nếu mà chưa thành công thì chúng ta chỉ cần nói nhẹ một cái: ồ vâng, con đã vẽ xong đâu. Buổi chiều chúng ta lại cứ lẳng lặng hoàn thành tiếp. Các bạn có đồng ý không? Và điều đấy đã xảy ra với cô Hải Yến. Ngày xưa hồi nhỏ ấy, vẽ bao nhiêu công sức, xong rồi về, mẹ cô làm giáo viên mà, đi làm về: ủa, vẽ gì vậy? Mẹ nhìn mãi chả ra. Thực ra cô cũng quen rồi. Xong về sau mình mới rút ra được kinh nghiệm rằng là mình vẽ gì thì mình vẽ, nhưng đối tượng xem có đâu phải là một mình. Cho nên mình nhiều khi cũng lại phải là đặt xem là mọi người sẽ nhìn đối tượng này như thế nào, mình sẽ đồng cảm ra sao, vẽ như thế nào để cho nó ra được vấn đề nhất, ra được quan điểm nhất. Có đúng không ạ? Thì như thế mỗi ngày mình vừa chủ động vẽ này, vừa lắng nghe ý kiến của mọi người này, và vừa học hỏi thêm. Thì như thế chúng ta sẽ dễ thành công hơn và càng ngày càng thành công hơn. Còn nếu như chúng ta chỉ giữ cái tôi của mình: con vẽ như thế là đẹp rồi, con vẽ như thế là nghệ thuật rồi, tớ vẽ như thế là chuyện của tớ, ok, mỗi người một quan điểm mà. Tuy nhiên là lần sau mọi người cũng ngại nói chuyện với mình, đúng không ạ? Mình cứ lặng lẽ: ok, cảm ơn, tớ đang hoàn thiện, tớ đang nghiên cứu. Hãy để bạn chia sẻ cái quan điểm của bạn. Và đấy mới là cái mà giúp cho chúng ta càng ngày càng được yêu thương hơn, càng được quan tâm hơn, đúng không ạ? Nhưng đấy là nói để cho chúng ta cùng cố gắng thôi các bạn ạ. Thật sự luôn, cũng có rất nhiều câu chuyện sốc khi mà cô Hải Yến đã dạy trực tuyến cũng là dạy online rất là nhiều. Bởi vì nhiều khi chúng ta cứ đặt cái con mắt của chúng ta là con mắt của người lớn, hoặc con mắt của một người chuyên nghiệp để nhìn tranh của các bạn nhỏ, thì các bạn sẽ thấy rằng là vừa va vừa vẩn đấy, đúng không ạ? Không, đừng có mà áp đặt cái ánh mắt của mình, cái tầm tuổi của mình vào tranh của một bạn mà nhỏ, hoặc tranh của một bạn mới học, mà phải đồng cảm theo quan điểm bạn ấy mới học. Thứ hai là bạn ấy đã rất là tiến bộ so với những buổi trước của bạn ấy rồi. Thì có như vậy chúng ta mới có thể là ủn bông nhau cùng cố gắng chứ. Chứ chưa vẽ để đã bị dội gáo nước lạnh. Thật sự luôn, buồn lắm. Có lần nhá, cô Yến đang duyệt bài cho sinh viên ấy, chắc là phụ huynh không để ý là con đang học bài trực tuyến với cô. Thế bác ấy vào, bác ấy mở cửa toang một phát: này, giờ này không có đây à? Ăn cơm đi còn gì nữa? Vẽ gì mà xấu như ma. Khổ. Vẽ trong thiết kế nó khác cái kiểu vẽ mà theo kiểu như là chúng ta đang thể hiện vui vui đẹp đẹp cho nhau các bạn ạ. Nhiều khi mà phải vẽ xấu, bởi vì làm sao? Lúc đấy đang vẽ làm sao? Đang vẽ cái cảnh mà bắt buộc phải xấu, mà bạn ấy vẽ ra được xấu thì là thành công rồi. Đùa cô nghe mà cô không nhịn được cười. Nghe xong mà không biết như thế nào, nhưng mà cô phải chúc mừng cái bạn sinh viên đấy, bởi vì đã vẽ ra đối tượng xấu thành công. Để vẽ được đẹp đã là khó, nhưng vẽ ra được đối tượng xấu mà nó xấu thật sự xấu thành công thì còn càng khó hơn. Giống như là trong văn học Việt Nam ấy, nhà văn Việt Nam ấy, đúng không ạ? Thì có một cái tác phẩm là gì nhỉ? Chí Phèo. Thì nhà văn đã quá xuất sắc khi mà điêu khắc ra một hình tượng thị nở là gì ạ? Môi thâm, đúng không ạ? Môi thâm. Xong rồi các thể loại xấu thì tập trung hết vào thị nở rồi. Thế xong rồi đấy, môi thâm mắt một mí. Về sau người Hàn Quốc, đúng không, lấy chính cái tiêu chuẩn đấy ra để trang điểm. Mắt là phải một mí mọng mọng lên như kiểu vừa khóc xong ấy. Xong rồi môi phải thâm ấy. Đấy, có từng thời điểm, đúng không ạ? Xong rồi nhạc rock bây giờ các chị, các em chả kiểu như là quần phải rách rách một tí. Ê, nó mới ngầu, nó mới phong cách. Môi phải thâm thâm một tí, nó mới cá tính.
đúng không? Mỗi người một cách nhìn khác nhau, mỗi thời điểm một cách nhìn khác nhau. Tuy nhiên, cách nhìn cô nghĩ rằng là cách nhìn đẹp nhất trong hội họa, trong mỹ thuật, và đặc biệt là cách nhìn đẹp nhất đối với mỹ thuật sáng tạo dành cho các bạn nhỏ, đó là gì? Đó là hãy cùng các bạn tưởng tượng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nghĩ ra thì hãy làm đi. Đấy là cái cách nhìn đẹp nhất. Và cách nhìn đẹp nhất đối với các bạn nhỏ đó là gì? Là cô luôn tin tưởng học sinh của mình sẽ làm được. Đã có những bạn mà khiếm thị, đã có những bạn khiếm thính, cô đã rất là may mắn được chia sẻ, được hỗ trợ các bạn, và cô tin rằng là các bạn ấy làm được. Và đến thời điểm này thì điều đấy đã thành hiện thực. Tại sao cô lại tin ạ? Bởi vì cô tin bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là người giáo viên phải quan tâm đến bạn ấy hết mình đi thì bạn ấy sẽ tiến bộ được. Thứ hai, gia đình cũng phải đồng cảm, đúng không ạ? Gia đình cũng phải đồng cảm, gia đình cũng phải đồng hành thì mới có thể giúp bạn được. Và có một cái yếu tố nữa bất thành văn, bất thành văn, một cái yếu tố nữa mà 13 năm dạy học của cô thấy rất là đúng, đó là không nên nôn nóng ở cái sự tiến bộ của các bạn. Bởi khi mà các bạn đang ngộ ra thì các bạn sẽ tiến bộ cực kỳ nhanh. Và các bạn chỉ có thể tiến bộ được nếu mà bản thân những người đồng hành cùng bạn không bị sốt ruột. Thực ra người sốt ruột là ai? Là bố mẹ chúng mình sốt ruột. Là ai nữa? Bản thân các bạn còn sốt ruột gấp trăm ngàn lần. Là ai nữa? Cô giáo các bạn sốt ruột không? Thật sốt ruột kinh khủng luôn ấy. Bởi vì đặc biệt với một người như cô Hải Yến nhé, cô là người là như nào? Đã hướng dẫn cho ai mà người đấy không tiến bộ, cô cảm giác thấy không đã, không sướng, thấy mình đang cảm giác bị làm sao á. Đấy, thế còn các bạn thì sao? Cũng buồn chứ, đúng không ạ? Cho nên khi mà cô đã nói là bạn sẽ tiến bộ, bạn sẽ cực kỳ ok đấy, thì chắc là điều đấy là sẽ là chuẩn đấy. Còn khi cô đã cho một ai đấy là dừng, thì người đấy chắc rằng là phải suy nghĩ duy nhất một thứ là mình đã hết mình chưa. Còn khi hết mình ấy, thì bạn sẽ làm được mọi thứ, bạn thân yêu ạ. Khi mà bạn hết mình thì bạn làm được mọi thứ không tưởng, và chính bạn không thể tưởng được là bạn vượt qua được chính bản thân mình. Và có một phương pháp mà cô Hải Yến chia sẻ ở đây, các bạn hãy nhớ rõ cái kiến thức căn bản, đó là gần thì đậm, xa thì nhạt, gần thì thô mà xa thì mịn. Đó, các bạn thấy không? Đang rất thô đây này. Trời ơi, bạn nhìn mấy đầu của cô, lông nó mỏng teo, đúng không? Rất duyên dáng, càng ngày thì càng thô. Các bạn thấy chưa? Có những đoạn mà con nhím ấy, có những đoạn bạn để ý nhé, con nhím của cô mũi nó chạm vào quả rồi, đúng không ạ? Xong rồi quả nó cũng phải rơi với cái tốc lực của nó chứ. Thế xong rồi con nhím của cô nó lại bị làm sao? Bị văng ra, bị lại chậm lại. Bởi vì cái sức của chúng ta có hạn, làm sao mà cô lúc nào cũng liên tục được, làm sao là lúc nào cũng kiểu là một phong độ được, đúng không ạ? Cho nên có những lúc mà các bạn vẽ bị đuối đi. Có ai gặp cái trường hợp là đang kiểu vẽ rất thăng hoa, sau một thời gian nghỉ dịch Covid không đi học được, thế là tự dưng tay bị đuối đi không? Cảm xúc bị cùn đi không? Có chứ, đúng không ạ? Có, đấy là điều hiển nhiên. Đến họa sĩ chuyên nghiệp còn như vậy. Họa sĩ chuyên nghiệp còn như vậy. Cô chia sẻ nhé, quá lâu rồi không đi ra ngoài đường, quá lâu rồi không đi xe máy. Ai lại xe 5 tháng rồi không phải bơm xăng một lần nào, mà lần đầu cuối cùng cô bơm xăng có 30.000. Bao nhiêu tháng rồi không phải bơm xăng lần nào? Hôm nọ, cách đây 2-3 tuần gì đấy, phải sang trường họp một buổi, mà hôm đấy cô đi xe mà cô cảm tưởng là mình đang bị bay đi ấy. Bởi vì làm sao? Lâu không đi. Người lớn còn như vậy. Cho nên là nếu như mà người lớn mình ấy mà cứ kỳ vọng quá vào các bạn nhỏ thì thật sự luôn, thay vì cứ áp lực quá, cứ phải là buộc một phát tiến bộ ngay, và chưa có thể chia sẻ ủn bông các bạn ấy có thể chăm chỉ vẽ được, thì anh chị phụ huynh hoặc là các bạn thấy rằng là mình đang bị đuối sức ở trong một cái nốt nào đó, hãy cứ gọi điện cho cô, nhắn tin cho cô sẽ hỗ trợ bạn, cô sẽ đưa ra những cái tip mà ủn bông bạn tiến bộ nhanh thôi, bởi vì cô cũng đã từng vấp phải những cái tip đấy rồi mà,
đúng không ạ? Đó, các bạn thấy chưa, gió bay lượt chưa? Cô Hiến nói chuyện cảm giác như là gió bay qua, cô không để ý nha. Người ta đây không phải là chém gió chém bão, đây là đang dành ra những cái thời gian mà để chia sẻ với các bạn thôi, đúng không ạ? Bởi vì hôm nay cô cũng có nhận được nhiều chia sẻ, có những chia sẻ thì ôi, bạn nhà chị vừa vẽ xong á, là chỉ có vừa xem cái video của cô Hải Yến xong là chỉ có muốn là được đi học vẽ với cô luôn. Có chia sẻ khác của một bạn cấp 3 của cô Thái Nguyên nói là ôi trời ơi, hôm trước được xem cô Hải Yến hướng dẫn trực tuyến một buổi thôi mà thích ơi là thích, nhưng mà tự dưng thì mạng nhà mình đang bị lỗi đó, hoặc gặp sự cố gì đấy tiếc quá. Xong hôm sau lại xem lại video nhưng mà vẫn thấy hào hứng. Nhưng lại có một bạn khác thì cô Hải Yến nhận được thông tin là bé ở nhà, bé chưa chịu giác, tự giác học. Thật sự luôn là khi mà nghe thấy thông tin đấy thì cô Hải Yến cũng hơi suy nghĩ. Suy nghĩ là do mình dạy chưa hay, hay là chưa đủ độ nhiệt huyết, hay là bạn đang gặp phải một cái rào cản tâm lý gì, hay là hôm đấy bạn không vui, hay là như thế nào. Mình đang rất là muốn là không biết là bạn ấy dạo này ra sao. Bạn ấy học cô từ hồi bạn ấy 5 tuổi 4 tuổi sang 5 ấy 4 tuổi sang 5 tuổi á. Rất là đáng yêu. Mới đầu thì cũng chả tự tin giao tiếp gì cả. Sau đấy thì bạn ấy rất là tiến bộ. Điều đấy làm cho cô Hải Yến thấy rằng là mình càng cần phải nỗ lực hơn để đồng hành, để chia sẻ với các bạn. Chỉ cần một cái feedback là con về chưa tập trung học bài, hoặc con về con dạo này con lơ là lắm, là đã là khiến cho cô Yến chăn trở rồi. Đó. Mà càng chăn trở thì cô Hải Yến rằng lại thấy rằng là mình càng cần phải soạn những bài kỹ hơn nữa, hay hơn nữa để chia sẻ với các bạn của mình. Đối với cô, học sinh chính là bạn. Không biết quan điểm của các bạn như nào nhỉ? Các bạn có thể xem xong cái clip này, xem xong video này có thể chia sẻ với cô được không? Và tất cả những kỹ thuật cô Hải Yến vừa mới vẽ vừa rồi, nó chỉ chẳng qua là kỹ thuật, các bạn thấy không? Vẽ mờ và miết thôi. Nếu các bạn không biết kỹ thuật vẽ mờ và miết trong sáp màu, trong màu nước và trong các loại màu thì hãy comment chia sẻ với cô nhé. Cô sẽ hướng dẫn các bạn từng tí một luôn. Và thực ra để có cái kỹ thuật vẽ như vậy á, thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô một điều là màu không được quá đặc. Mình cứ lên từ 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 từ, sau đó thì mình lại doa nhẹ đi nếu như mà mình muốn tạo ra những cái vệt chuyển động. Còn đối với cái phương pháp vẽ thì hãy nhớ cho cô là phải đầy đủ ba sắc độ sáng tối trung gian. Và nhớ cho cô là càng gần thì càng chi tiết, và càng xa thì các bạn càng làm mờ đi. Và thêm một điều nữa nhé, là khi mà chúng ta làm về đối tượng gì đó thì chúng ta hãy chú ý đến cái cảm xúc của đối tượng đó khi mà trong cái hành động đó thì sẽ ra sao, được không ạ? Cô Hải Yến rất là muốn chia sẻ với các bạn nhiều, thật nhiều. Và trong cái khóa học của cô Hải Yến dành cho các bạn nhỏ thì sẽ có những cái khóa, thứ nhất là khóa học trực tiếp tại lớp, nhưng bây giờ mùa dịch thì rất là buồn, cô không được gặp các bạn trực tiếp. Thứ hai là khóa học trực tuyến. Các bạn thân mến, khóa học trực tuyến ấy, thì chúng ta được học với cô Hải Yến như đang nói chuyện như thế này, nhưng đây chỉ là hình thức online. Còn hình thức trực tuyến là gì? Là các bạn sẽ bật camera lên, quay vào phía bàn giấy của các bạn. Chúng ta sẽ có những hoạt động với nhau theo kiểu như là trao đổi ở lớp, những hoạt động tập thể như ở lớp luôn. Và cũng rất là vui, cô Hải Yến sẽ chia sẻ những cái hoạt động ở lớp. Bởi vì một buổi học của cô nó rơi vào khoảng tận ít nhất là 90 phút đến tận 2 tiếng. Có những buổi 2 tiếng bởi vì các bạn học cô lâu rồi, học chuyên nghiệp lâu rồi, cho nên là cô muốn dành nhiều thời gian cho các bạn. Cái cả chả có bạn nào kêu học cô mà bị mỏi hay bị làm sao cả. Đó. Xong rồi cô trò cứ kiểu bị cuốn vào nhau á. Cho nên khi mà gửi video lên cho các bạn, cô thường là phải tách cái phần hoạt động đi, chỉ để tập trung vào cái phần vẽ thôi. Đấy, thì vẫn có những hoạt động như vậy nhé. Và thêm một cái điều nữa là khi học trực tuyến, bất cứ bài gì các con chia sẻ, khi các con hỏi, các con chỉ cần alo phát là đưa ra ý kiến cái, cô sẽ chia sẻ được ngay và hỗ trợ bài thì là một kèm một. Và khi mà các con học ở trên lớp được cô hỗ trợ như nào thì học trực tuyến ít gì như thế. Và có khi là cô còn chăm nhiều hơn nữa, bởi vì cô rất đồng cảm với cả các bạn trong mùa dịch này. Có nhiều thời gian rảnh quá nhưng mà không biết làm gì.
và nhiều khi phải làm thứ mình thích, mình mới thích, đúng không ạ? Và có một cái khóa nữa, đó là khóa online. Khóa online dành cho những bạn mà quá bận không thể tham gia học được trực tuyến vì bị trùng ca học chỗ này, trùng ca học chỗ kia, thì có thể tìm đến cái khóa học online. Hoặc là dành cho những bạn mà đã học cô lâu rồi, kỹ thuật rất là ổn định rồi và chủ động rồi thì các bạn nên học online. Học online dường như là cô tặng á. Đó, các bạn được học kỹ từ cái phần khối trở đi đến tất tật tật các phần tạo hình, cô dạy cực kỳ kỹ luôn. Và vẫn được sửa bài hàng tuần. Cứ mỗi tuần cô Yến sẽ sửa bài nâng cao một lần và vẫn được cô Hải Yến mời tham gia các hoạt động giao lưu chung với của cả hệ thống. Và đặc biệt là khi mà học online, cô Yến có những buổi trực tiếp cô Yến vẫn mời bạn đến tham gia, rồi những buổi trực tuyến cô vẫn mời bạn đến để tham dự. Không khác gì các học sinh bình thường cả, không khác gì, có nghĩa là các khóa các bạn được giao lưu với nhau rất vui. Và đây là những hình ảnh những bạn nhỏ được tặng giấy khen của các bác trong hội mỹ thuật gửi tặng các bạn. Và đây là bên đài truyền hình có về để chia sẻ, cũng như là thầy Anh Tuấn là trưởng ngành sân mài chia sẻ. Và thật sự luôn cô Hải Yến rất là cảm ơn các phụ huynh học sinh cũng như là các thầy trong hội mỹ thuật, rồi các thầy đồng nghiệp, rồi các thầy ở các trường đại học mỹ thuật công nghiệp và kiến trúc luôn luôn đồng hành cùng Art Talent. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn là xem những video và có những góp ý, cũng như là phụ huynh luôn luôn chia sẻ cùng với cô Hải Yến. Chào các bạn nha, sẽ có nhiều video hay nữa dành tặng cho các bạn.